em đi bán đậu này thì để làm gì? Em bán để đi mua cơm à. Để mua gạo à? Để đi mua gạo á? Bán là bao nhiêu? Hôm nay bán là 100. Người ta không thích đây tôi đi. Này, bà, tôi mang 100 nhá. À, chỗ này thì bán được 100 à bà? À, chỗ này bán là 100. Thế như em Quân này thì có hay thường ra đây để bán đậu không bà? Có bán củi hay bao giờ không? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên nhà các em, nhưng mà vô tình là gặp em Quân. Không biết là em Quân đang đi đâu, cho nên là cháu Lực muốn ghi hình lại luôn cô bác. Hỏi anh chào Quân nhá. Vâng, em chào anh. Rồi, đang đi đâu mà toát hết cả mồ hôi này? Dạ, em về đây, em về đi xuống dưới kia bán đậu ạ. Bán đậu á? Vâng. Bây giờ đang chuẩn bị đi bán hay là đi bán về rồi? Đang chuẩn bị đi à. Đang chuẩn bị đi bán à? Vâng. Em đi bán đậu này thì để làm gì? Em bán để đi mua cơm à. Mua gạo à? Để đi mua gạo á? Vâng. Ôi ôi. À, bây giờ em gửi một lời chào tới quý ông bà đi. Con chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Đấy rồi. À, Quân thì thưa cô bác bảo với cháu Lực là đang đi bán đậu này. Thế đậu này thì lấy đâu về? Hôm trước trồng được một ít ạ. À. Hôm trước trồng được một ít à? Vâng. Thế là đi mua gạo, gạo ở nhà là hết à? Vâng. Thế tiền hôm nọ thì anh đưa cho thì sao không dùng tiền đấy để đi mua gạo? Em không dám tiêu, em lấy để dành. Thế tiền đấy thì để làm gì? Để mua giấy. Để mua giấy á? Vâng. Sao lại dùng để mua giấy? Giấy là để làm gì? Giấy để đám tang cho bố. Để làm đám tang cho bố à? Vâng. Rồi. Thế cái bây giờ mà em bán đi thì ở nhà thì còn không? Còn ít. Còn một ít à? Ừ. Đây thì em tự đi bán hay là ai thì cho đi bán? Bà cho đi bán. Bà cho đi bán á? Ừ. Mang ra tận chợ để bán à? Ừ. Đi từ dưới kia lên thì đi bao nhiêu tiếng rồi? Gần một tiếng. Đi một tiếng này à? Ừ. Rồi đi một tiếng để bán đậu này. Không, thế như túi đậu này thì bán được bao tiền có biết không? Chẳng biết. Đi hỏi thì mới biết. Không đi hỏi thì mới biết à? Ừ. Ôi rồi. Thế bây giờ đi bán đi, anh cùng em để đi bán cái đậu này. Ừ. Bà, ông ấy mà thì đi đâu? Ở nhà hay là đi đâu? Ông ở nhà trong em. Ở nhà trong em à? Ừ. Ôi rồi. À thưa cô bác, em Quân thì hôm nọ cháu Lực cũng có đưa tiền cho em ấy để em ấy bảo là cất giữ, ở đấy cần việc gì thì dùng đến, nhưng mà cái số tiền đấy thì em không dám dùng. Thành ra là em mới dùng đậu của gia đình là đi bán luôn để mua thức, để mua gạo về. Gạo thì đã hết lâu chưa? Vừa mới hết hôm qua. Vừa mới hết hôm qua à? Vâng. Thế sáng nay thì đi đâu lấy gạo về mà ăn? Đi mượn nhà bác à? Đi mượn nhà bác à? Vâng. Không biết là cái túi đậu này em là bà sẽ bán được bao nhiêu, nhưng mà em đã biết nhà nào bán, nhà nào mua chưa? Vâng. Rồi à? Vâng. Đã từng đi bán chưa? Vâng. Rồi à? Chưa, lần đầu thôi. Lần đầu đi bán á? Vâng. Lần đầu đi bán là cũng đã biết chỗ à? Hôm trước hỏi rồi à? Ôi dồi ôi. À, dưới một ánh nắng rất là gắt luôn cô bác. Em đi bán đậu để về mua gạo cho gia đình. Bán ở tận đâu? Bán ở đây à? Bà ơi, lấy đậu bà. Có. Cầm ra bên kia cho bà đi, ra bên kia đi. Ở đây thì bà là mua đậu à? Vâng, bà mua đậu. Dạ vâng, ở đây bà thì cũng cả làm đậu nữa à? Vâng, làm đậu nữa. Vâng. Chỗ này bán được bao nhiêu? Chỗ này bán là 100. Người ta không thích đây tôi đi. Này là bà tôi mang 100 nhá. À, chỗ này thì bán được 100 à bà? À, chỗ này bán là 100. À. Thế như em Quân này thì có hay thường ra đây để bán đậu không bà? Có bán củi hay bao giờ không? Có, có bán củi. Có à? Chẳng nhá. Vâng. À. Như bà có biết em Quân này không bà? Có à? Thế bà có biết về những cái hoàn cảnh mà em Quân bây giờ không bà? Có, khổ lắm. Bố nó chết rồi, nhưng mà mẹ nó bỏ đi, còn có ông bà nữa.
nó khổ, nó phải đi làm thuê về nơi cuộc sống của nó cả. À, thế như bà thì có biết là mẹ của em Quân mới bỏ đi hay là em Quân được 40 ngày tuổi đã bỏ đi rồi? Mẹ nó vừa mới đẻ được 40 ngày nó bỏ đi ấy. Ôi rồi. Nãy nó khổ lắm. Mấy tí thôi, ông bà thì già rồi. Vâng. Thế là bố nó vừa lại mất rồi. Vâng. Nó phải đi làm thuê về gặp cuộc sống của nó. Vâng. Thế là nhà bác là ở trên này là bác là làm đậu luôn, thành ra là Quân thì mới biết đúng không? Vâng. À, vâng. À, thưa cô bác, em Quân để đi một đoạn đường khá là xa luôn, gần một tiếng đồng hồ để bán một túi đậu là lấy 100.000 để một tí là em mới đi mua gạo về là để nấu cơm. Gạo thì ở nhà cũng hết rồi. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có đưa tiền cho em, nhưng mà cái tiền đấy thì em không có nữa tiêu cô bác ạ. Để lại để mấy hôm nữa làm lo cái phần mà chay cho bố cô bác. Đi toát hết cả mồ hôi, đi gọi nói là một tiếng thì một tiếng của nhà em thì lên dốc hay là xuống dốc? Lên dốc. Lên dốc à? Ừ. Ôi, một tiếng thì lên dốc. Thế có đoạn nào mà xuống dốc không? Có. Vẫn có à? Ừ. Đi thì gọi là một cái ánh nắng tầm 12 giờ trưa luôn cô bác. Thế thì đã ăn gì chưa? Chưa ăn à? Ừ. Rồi thế thì bây giờ thì anh sẽ đưa em đi ăn nhá. Rồi bây giờ thì để đậu ở đây cho bà xong rồi đi ăn thôi nhá. Rồi mua. Cảm ơn bà. Rồi ấy, bây giờ thì đi đây. Thôi cùng anh ngồi xe đi ra bên xá bên kia thì cũng khá là xa. Bây giờ thì hai anh em sẽ là có lực sẽ đưa em đi cho em đi ăn một bữa phở đó cô bác, tại vì là em cũng bảo là chưa có ăn. Bây giờ thì hai anh em cùng đến đến quán phở rồi. Bây giờ thì sẽ gọi cho em Quân là ăn một bát phở đã. Từ sáng giờ thì chưa ăn gì đúng không? Sáng có ít gạo để cho ông với bà ăn. Sáng có ít thì cho ông với bà thôi à? Vâng. Thế là em lại nhịn à? Tiền hôm nọ như anh đưa cho thì hết thì dùng cái đấy mà tiêu đi chứ. Sao lại lần sau đừng không được tiết kiệm đấy nhá. Đấy, thưa cô bác là em Quân bảo là không có dám mà tiêu cái đợi những cái đồng tiền đấy, tại vì là để lo cho ma chay cho bố, để mua những cái cây hương này, để mua những cái đồ vàng má, những thứ này để cho cái hôm nữa làm mà cái đám tang cho bố. Thưa các bác, phải nói là cái phong tục của đồng ấy thì là mỗi dân tộc là nó có một cái phong tục, thành ra là nó hơi lằng nhằng tí của bác ạ. Nếu mà vừa nãy không có gặp anh thì bán xong là đi mua gạo về luôn à? Một tí nữa thì ăn xong thì anh đưa đi mua gạo nhá. Gạo ở nhà thì cũng thóc ở nhà thì thóc không còn bao thóc nào à? Còn hai bao thóc á? Thế nhưng mà cái đấy chưa dùng được à? Như nhà em làm đám tang này thì có anh em họ hàng hàng xóm có hộ không? Hộ lấy gạo à? Đấy, bây giờ thì sẽ ngồi đợi một lúc nữa để ăn phở nhá. Đấy, đi phải nói là đi toát hết cả mồ hôi rồi cô bác ạ. Hầu như là cái hoàn cảnh của em Quân thì ở đây ai cũng đều biết cô bác. Bố thì mới mất thôi. Vừa rồi chị bảo là phở có làm chín rồi đúng không? Đấy, bây giờ đi ăn phở đi. Từ sáng đến giờ là chưa có ăn gì đúng không bác? Để gọi là... Để phải là gọi là nhường cơm cho ông với bà với lại em luôn. Thế từ sáng đến giờ chưa ăn gì thì bây giờ có đói chưa? Đói lắm rồi à? Thế đi ăn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bật cái máy quạt đằng sau này cho nó đỡ nóng đi. Ở đằng sau em kìa. Em Quân để bây giờ cũng chỉ nói là ăn sáng thôi, nhưng mà đến trưa rồi các bác. Bây giờ hiện tại là đang là 11 giờ trưa rồi. Nhìn cái cách của em mà Quân ăn đấy các bác, trông chắc em mới rất là đói rồi. Bây giờ thì em Quân cũng đã ăn hết bát phở của mình rồi. Nó no chưa? Yeah. Có ăn thêm một bát nữa không? Không. Không à? Yeah. Bây giờ thì ngồi nghỉ một lúc nữa thì anh em đi mua gạo đúng không? Yeah. Anh sẽ đưa em đi mua gạo rồi anh sẽ lai em về nhá. Yeah. Nhìn trông vào cái vẻ mặt của em Quân cô bác, nhìn em có thể là nói rất là tội luôn. Từ sáng tới giờ chưa có ăn cơm, đi vay nhà bác được một ít cơm thì để phần cơm đấy cho bà với lại ông với lại em ăn. Bây giờ thì không ăn thêm nữa đúng không? Anh không ăn thêm thì đi, anh đưa em đi mua gạo rồi đưa em về nhá. Bao nhiêu tiền đấy? 20.000 à? Đây, anh về đây. Nó vui thế này. Cho một tí. Cái nhà bán gạo thì ngay đây luôn. Bây giờ thì cháu được sẽ đưa em đi mua gạo luôn cô bác, để còn đưa em mới về sớm sớm một chút. Bây giờ thì cháu được sẽ đưa em Quân là đi mua gạo của bác nhá. Nhà chị có gạo gì? Gạo này bao tiền cân chị? 13.000. Nay Quân là bán được 100.000 à? Thế thì chị lấy cho em 10 cân đi. Còn phần thiếu thì để anh bù cho. Đi hẳn 1 tiếng đồng hồ để bán được 100.000 đậu tương các bác. Xong là em mới vội vàng mua gạo để về. Chị để túi bóng được để lồng mấy cái. Đâu xong mấy cái bao tải sẽ. À đây đây có một cái bao để đựng.
Nhà, em tưởng nhà chị ở đây là bán nguyên phân đạm đấy chứ, bán cả gạo nữa à? Hôm nay hết không ngoài một hàng gạo thôi. Anh không đi lấy à? Cái bao đấy không sạch cả gì? Bao đấy giờ cho vào túi bóng, cho bao bác đi nó dễ. Chưa được đâu, cầm một chị đi. Phải nhìn nhé, tí sợ thiếu đấy. Chị cầm đã yên tâm, không bao giờ chị cầm thiếu thì có cầm thừa cho thôi. Mới hỏi bà mới xem về mua cái chị có hàng chị giải cầm thừa chưa không? Như chị có biết về Quân này không? Có. Có à? Chị có biết về hoàn cảnh của em Quân không? Có, đâu vừa rồi bố nó vừa mất đấy. À vâng đúng rồi chị. Bây giờ ở với bà rồi. À đúng rồi. Nhà này cũng khổ bây giờ. Vâng. Nhưng mà theo em nghe người ta kể là Quân là mẹ bỏ đi được lúc em mới 40 ngày tuổi à? Đúng rồi, bây giờ có một đứa em gái nữa. Vâng. Bố mẹ bây giờ chả có ở với bà thì già, bây giờ có lao động được cái gì đâu. Vâng. À, thưa cô bác, hầu như là hoàn cảnh của em Quân thì mọi người ở trên xá này đều biết đến những hoàn cảnh của em Quân hết. Là 130 hả chị? Buộc xong chưa? Bây giờ thì còn thiếu là 30.000 đúng không? Đấy, đây, cầm lấy 30.000 này cho cả chị nữa. Đó. Và bây giờ thì em Quân cũng đã mua được xong được gạo rồi cô bác. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ đưa em Quân đi về nữa. Để em Quân mà đi xe, đi bộ thì đi một quãng đường rất là xa luôn. Và bây giờ thì cũng đã là gần đến nhà của em Quân rồi cô bác. Em nhà em Quân thì xe không có để được tận dưới nhà, cho nên là cháu Lực sẽ để xe dưới đây thôi và cùng em Quân là đi về nhà cô bác ạ. Như cái đoạn đường này xuống nhà em Quân thì rơi đâu đó khoảng tầm là đi hết tầm chắc là tầm độ 30 phút đấy Quân nhỉ? Thế đậu vừa rồi thì ở nhà thì có lấy cân từ nhà lên không? Có. Có à? Vừa nãy là cân 10.000, là 10 cân đúng không? Là mỗi một cân là 10.000 à? Em đi bán một cân đậu là 10.000 cô bác. Và đi mua gạo nhưng mà không có đủ. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có đưa cho em là thêm 30 để em ấy mua, để em ấy bù vào cô bác. Như tiền hôm nọ thì em ấy không có nứa tiêu cô bác ạ. Để lại để cho máy nứa để lo hậu sự cho người bố của mình. Bây giờ thì cũng đã gần đến nhà của em Quân rồi cô bác. Một đoạn nữa thôi là tới nhà rồi. Hôm nay thì trời khá là nắng nóng luôn. Sáng nay đi thì không có đội mũ à? Cái mũ hôm nọ anh mua cho thì để đâu rồi? Để nhà. Đi đâu thì phải đội cái mũ đấy vào chứ.
Bây giờ thì em Quân là đang nghỉ ngơi một chút. Hôm nay là may là lúc em mới mượn đi là không có mưa đấy nhở. Như 4 người ăn thì 10 cân gạo này thì ăn được bao lâu? Chắc tầm 2-3 tuần. Được 2-3 tuần á? Ừ. Ôi dồi ôi, 10 cân gạo thì cho 4 người ăn thì 2-3 tuần thì mỗi bữa là nấu 1-2 bát thôi à? Ừ. Thế nhưng lúc hết gạo thì là lên nhà bác để vay à? Ừ. Thế nhà bác của em thì có khá giả không? Không. Không à? Ừ. Cũng chỉ đủ ăn thôi đúng không? Ừ. Ồ. Bây giờ thì mình cũng đi về đi nhỉ. Có cân anh hộ không? Hả? 10 cân thì cũng vừa đủ sức à? Em luôn. Cho nên là cháu Lực sẽ để em Quân là tự vác luôn cô bác. Như ngôi nhà của em Quân cô bác thì là một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ bên kia, còn là phía bên này là cái ngôi nhà của người chú của em, chú trong gần hàng xóm của em hay sao cô bác. Còn là như ngôi nhà bác của em Quân là cái ngôi nhà này cô bác này. Vào nhìn trong một cái ngôi nhà thì cũng hoàn toàn làm được bằng từ gỗ hết thôi. Cho nên là bác cũng còn, gia đình của bác cũng chỉ lo cho các em là được 1-2 bữa thôi, cũng không thể lo được cho em Quân với lại ông bà mãi được. Mới bước vào thôi là nhìn thấy ngôi mộ của người bố em Quân là nằm ở đây luôn này cô bác. Ôi Cùng, nó ngồi Cùng. Đang chuẩn bị bón nhá Cùng. Thấy ông thì đang chuẩn bị là cầm cái liềm đi cắt cóc rồi cô bác. Giữa cái trời nắng nóng như này. Bây giờ thì cũng độ đâu đó rồi, vào tầm 2 giờ rồi cô bác. Làm cái đơn báo đấy cũng à kìa. Người chú hôm nay thì là không có ở nhà rồi. Vậy vừa mới bước vào thôi đã nhìn thấy em Hiếu là vui mừng chào đón người anh của mình rồi cô bác. Vừa vào trong nhà là nhìn thấy cái bóng dáng của người bà là nằm ở đây luôn cô bác. Ừ. Đây là bé Hiếu à? Hả? Bé Hiếu đang chơi búp bê à? Ừ. Chơi con búp bê mà hôm nọ cháu Lực mua lên cho em ấy. Hiếu, chín thương một chín á? Chín thương một chín. Hả? Hát tổ chút á? Hát tổ ảo á? Thương nhìn. Thương chín á? Chín thương một chín. Đây này, chú cho này, kẹo này. Đấy, chú cho này, kẹo này. Chú cho này, kẹo này, Hiếu. Hiếu ơi. Đây, Quân, cho em đi. Hiếu thì có vẻ là mới gặp cháu Lực cho nên là không có dám nhận kẹo cô bác ạ. Không ăn kẹo à? Đấy, để đấy cho em đi. Nhìn vào cái khuôn mặt của bé Hiếu cô bác, trông em rất là tội luôn. Hầu như là em ấy không có chơi với ai, cho nên là em ấy rất là mặc cảm về người khác cô bác ạ. Một cái đứa bé mà không có hiểu những câu chuyện gì mà đang xảy ra với mình cả. Chỉ biết là ăn no thì em ấy không khóc, đói thì em ấy khóc thôi cô bác. Hiện tại thì bé Hiếu năm nay là được gần 2 tuổi rồi, chưa có giấy khai sinh cô bác ạ. Bé Hiếu thì bây giờ để nói là một câu tiếng Kinh nào không biết, tại vì là em ấy chưa có đi học hôm nào cô bác. Như cô bác có thể nhìn thấy ngôi nhà của em Quân thêm một lần nữa, ở trong nhà thì chỉ có những bắp ngô là nhiều thôi.
một bao gạo, bao thóc nào thì cũng chẳng có. Vừa nãy em Quân thì cũng có kể với cháu Lực là còn hai bao thóc, nhưng mà hai bao thóc đấy là hiện tại là chưa có đi sắt được, cho nên là không có mang ra để ăn được cô bác. Ở nhà em Quân thì còn là một ít đậu, cho nên là em là được sự đồng ý của bà với ông là mang đậu đi bán để mua gạo về cô bác. Như ngôi nhà của em Quân ấy cô bác, có những chỗ thì còn chưa được có lợp hoàn chỉnh đâu, và thay thế bằng những cái tấm pro này. Pro này cũng chỉ lợp được một nửa thôi, trên này thì còn chẳng có tấm nào để mà che nữa. Vào phần bên này thì còn là lợp hoàn chỉnh hơn một chút thôi cô bác, nhưng mà nó cũng chỉ là lợp được, nhưng mà cũng chỉ lợp bằng những cái cây tre để đan vào với nhau thôi. Trong thì nhìn hở rất là nhiều luôn, một cái ngôi nhà như vậy thì không có đủ để che được gió, không có đủ để che được mưa cho gia đình của bé Quân cô bác ạ. Quân thì có thương em không? Có. Có thương bà không? Có. Có thương ông không? Có. Trước thì đợt mà mẹ em bỏ đi đấy, thì bố em đi làm suốt, thì bố em có hay ở nhà không? Không ạ. Không hay ở nhà. Thì cũng toàn là ông với bà là chăm sóc là nhiều thôi à? Bà thì hầu như thì bà thì chắc là rất là ốm yếu thôi cô bác. Mọi lần cháu Lực lên đây thì lần nào cũng nhìn thấy là bà là nằm thôi. Như Quân thì anh thấy là các bác kể thì bảo là mẹ của em cũng mất hết rồi à? Bây giờ nếu mà em làm đám tang phải làm cả bố cả mẹ. Cả bố cả mẹ á? Vâng. Thì đây là ai nói với em là điều này? Nếu mà không làm thì mẹ về hại. À, mẹ về hại bản thân mình á? Vâng. Thưa cô bác, cháu Lực không biết là cái phong tục này nó sẽ hơi như nào tí, nhưng mà để làm đám ma như này thì là phải làm cả cho người mẹ luôn, tại vì người mẹ của em Quân thì cũng mất rồi. Em Hiếu ở nhà thì chỉ có quanh quẩn với lại bà thôi cô bác, cũng chẳng có đi đâu luôn, không có đi đâu, để không có bạn nào để mà chơi cùng nữa. Như Quân thì một tí nữa thì em lại đi đâu làm gì? Tí em đi trẻ củ. Vừa rồi thì anh gặp ông thì ông chuẩn bị là thấy ông cầm liềm là chuẩn bị đi lấy cỏ rồi. Tối nay thì em không phải lấy cỏ nữa đúng không? Thế là tối nay em đi lấy củi à? Đi lấy củi này thì mình để làm gì? Lấy đi bán. Lấy đi bán á? Vâng. Thế thời gian tới mà làm đám ma cho, làm ma chay cho bố thì có phải có đi lấy củi không? Họ lấy về cho. À, trong làng người ta lấy về cho đúng không? Vâng. À, là mỗi gia đình là một chút gạo, một vác củi đúng không? Vâng. Có thêm gì nữa không? 30.000 tiền. Là 30.000 à? À, có nghĩa là anh em trong làng là hộ nhau, hay là người ta thấy mình có hoàn cảnh như này thì người ta giúp? Người ta thấy hoàn cảnh thế này người ta giúp được. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực không xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Rất là mong quý ông bà, cô chú anh chị sẽ luôn luôn đồng hành cùng bản em để kênh bản em phát triển mạnh hơn và có thể đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh ở trên vùng cao này cô bác nhá. Còn bây giờ thì cháu Lực xin được chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Hẹn quý ông bà, cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh bản em. Con chào quý ông bà, cô chú anh chị.